Minecraft 1.19 The Wild Update. Nghe giống như là Man, what the f*** update thì đúng hơn đấy. Bản cập nhật này đi cùng với rất nhiều tính năng và công trình mới cho mọi người khám phá. Và trong số đó cũng có không ít bí mật về chúng. Nên trong video này, ta sẽ cùng đi tìm hiểu 20 bí mật trong Minecraft 1.19 mà Mojang đang giấu khỏi bạn. Và mình khá là chắc là các bạn chưa từng nghe đến những điều này. Và không chần chờ gì nữa, ta hãy cùng bắt đầu video này thôi. Nếu như các bạn nghĩ rằng Warden được tạo ra dành cho phiên bản này thì các bạn lầm to rồi. Ý tưởng ban đầu của Warden thực ra là dành cho Minecraft phiên bản 1.16 Nether Update, khi Mojang dự định thêm vào một con mob khác có tên là Piglin Mù, một sinh vật chỉ phản ứng lại dựa trên âm thanh. Nhưng ý tưởng này đã bị trì hoãn cho đến phiên bản này vì Mojang không còn nhiều thời gian trước khi tung ra phiên bản chính thức. Và các bạn biết nó trông như thế nào không? Như này này! Cho cao lên tí nữa thành Siren Head rồi đấy. Tiếp. Warden chưa bao giờ mang hình dáng như này đâu. Khoảng 4 tháng trước, Mojang đã tung ra hàng loạt bức vẽ về những ý tưởng minh họa Warden từ rất là lâu, trước khi đi đến quyết định cuối cùng là cái thằng rải rách này. Phải nói là rất là nhiều luôn ấy. Từ một con Wither biết tập thể thao từ nhỏ, đến những thứ trông rất là kinh tởm và không phù hợp với tông màu của Minecraft. Tương tự với những con boss khác tồn tại trong game này, thì Warden cũng có một cái tên riêng đấy. Chắc nó phải là một cái tên ai nghe qua cũng phải sợ nhỉ. Nhưng không, hóa ra tên của nó là William. Next. Kể từ khi công trình mới Mountain Ancient City, thành phố cổ, được thêm vào game, thì một giả thuyết được cộng đồng đưa ra chính là cái công trình nằm ngay chính giữa trung tâm thành phố này chính là cánh cổng dẫn đến chiều không gian khác. Đó là vì cái khung hình chữ nhật này được làm từ một block cứng hơn cả hắc điện thạch. Hơn thế nữa, các công trình nhỏ xuất hiện gần đó còn được đặt tên là Small Portal Statue. Và các bạn có thể thấy chữ Portal ở đây có nghĩa là cánh cổng rồi con gì. Tuy nhiên, Mojang đã âm thầm tìm cách phá hủy giả thuyết này bằng cách loại bỏ cái từ Portal ra khỏi cái tên này. Cho nên chắc sẽ không có chiều không gian nào mới đâu. Thật đáng buồn. Nếu bạn lỡ tay kích hoạt cái block này thì đừng lo, vì Warden sẽ cho bạn lên đến 3 cơ hội để thoát khỏi bàn tay của nó. Thực ra trong phần phụ đề cho âm thanh có những tên phụ đề âm thanh khác nhau cho từng giai đoạn bạn gọi hồn nó. Nếu bạn kích hoạt một lần thì sẽ có âm thanh là Warden tiếp cận, hai lần thì sẽ là âm thanh Warden tiến đến. Ba lần thì là Warden đến gần. Nếu đã đến mức này rồi, thì chỉ cần bạn trượt chân một phát thôi, thì anh bạn to cao này sẽ không tha thứ cho những ai làm phiền nó đâu. Từ từ anh ơi, có thể giải thích. Trong phiên bản này cũng giới thiệu một loại đĩa nhạc mới mang tên là đĩa nhạc số 5. Nhưng một điểm khác ở đây là bạn phải thu thập 9 mảnh ghép để chế tạo được đĩa nhạc đó. Và cũng giống như sự rùng rợn từ đĩa nhạc 11 và 13, thứ này là kể về một câu chuyện về, theo mình nghĩ là sự ra đời của Warden. Trong đĩa nhạc này, những âm thanh quen thuộc và lạ lẫm được nghe đến như là cách Warden được triệu hồi. Hay các đoạn âm thanh được lấy từ game Minecraft Dungeons như là Ender Sand, hay đến cả boss cuối cùng của Minecraft Dungeons. Khi đã nhắc đến cốt truyện của tựa game này thì không thể không nhắc tới câu nói A Game Theory. The Game Theorist đã cho ra một video nói về đĩa nhạc này. Nếu như bạn hiểu tiếng Anh ấy thì các bạn có thể xem qua. Có thể thứ này không quan trọng với những người không biết xây dựng như mình, nhưng khi các bạn lấy block scope vein, block trong như cereal này ấy, phủ nó xung quanh một block kim cương thì bạn đã có một block magma phiên bản khác rồi. Trông cũng không tệ lắm nhỉ. Nếu như có mấy người nói với bạn là bla 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 mới phải ứng dự xích khi vào Ancient City bla bla bla, mới phải thật im lặng bla bla bla, không có đền vá chết cả đám đấy bla bla bla, thì đừng lo, vì Hưng VN đã có mặt để giúp đỡ bạn rồi. Có khá nhiều cách để các bạn có thể bỏ qua cái block phát hiện âm thanh chết tiệt này. Thứ nhất, chỉ cần di chuyển ở phần viền của một block
thì bạn sẽ hoàn toàn không phát ra một âm thanh nào cả, như mình có nhắc đến trong một video trước đây. Thứ hai, bạn có thể áp dụng cách này, đó chính là chạy nhanh, nhảy, đi chậm. Bạn ấn nút chạy nhanh, rồi ấn nút nhảy, và trước khi chạm đất thì ấn giữ ship lại. Và đơn giản thế thôi, ta có thể sử dụng cách này để dễ dàng di chuyển xung quanh thành phố, mà không sợ vô tình gọi anh Warden nào cả. Squeeze sneak, hay dịch ra tiếng Việt là rón rén nhanh, là một enchant mới, có thể giúp bạn di chuyển nhanh hơn khi đi chậm. Rất tiện lợi khi khám phá công trình này. Nhưng có một điều mà ít ai để ý đến, là ngoài tăng tốc độ di chuyển khi đi chậm, thì khi bạn ở trạng thái bo, thì tốc độ di chuyển vẫn sẽ được tăng lên. Tức bạn sẽ có lợi thế khi có được enchant này. Ta có thể đi mai trong khoảng trống một block với tốc độ nhanh hơn rất là nhiều. Hãy trốn thoát khỏi kẻ thù một cách dễ dàng. Hãy thừa nhận nó hết sức có thể. Next, ở phần ngực của Warden, chúng ta có thể thấy linh hồn phát sáng dựa trên nhịp tim của nó. Và tim của Warden đập nhanh hay không là dựa trên mức độ tức giận của nó. Điều này đã được một nhà phát triển của Minecraft tên Kimby Dogs xác nhận trên Twitter. Chỉ tim của Warden sẽ càng nhanh hơn khi nó càng tức giận hay xác định được con mồi của nó. Nếu trải nghiệm trực tiếp thì ta cứ có cảm giác như là nó đang bắt chước theo nhịp tim của người chơi, cho thấy mức độ hoảng loạn và lo lắng của chúng ta khi gặp phải con quái vật này. Các bạn có thể dựa vào nhịp tim của nó để biết rằng bạn đang trong tình huống nguy hiểm như thế nào, để có kế hoạch chạy ngay đi trước khi mọi chuyện cụ thể hơn. Bản cập nhật hoang dã này đi cùng với một số thành tựu mới, trong đó cũng có một vài cái bị ấn đi, có thể bạn chưa biết. Nếu như bạn cho một con Alley thả một chiếc bánh kem Gano Block, thì bạn sẽ được thành tựu bài hát sinh nhật. Hay bạn có thể lấy thành tựu mang tên With Our Powers Combined bằng cách lấy đủ 3 loại đen ếch khác nhau. Ngoài ra, còn có một thành tựu khác nữa lấy được nếu như bạn bấm cái nút màu đỏ này ở đây. Chắc ai trong các bạn cũng muốn thành tựu này nhỉ? Chỉ cần ấn vào cái nút đăng ký nhỏ nhỏ xinh xinh ở phía dưới. Và mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ta hãy cùng... tiếp tục video này thôi. Ở trong thành phố cổ, có thể các bạn sẽ tìm thấy công trình nhỏ này ở đây. Và các bạn thấy nó quen thuộc không? Đống len màu xanh này rốt cuộc từ đâu ra? Công trình nhỏ này khá là giống so với căn phòng chứa toàn len cùng màu ẩn chứa trong biệt thự trong rừng. Và những màu đen này có màu giống với bộ đồ mà anh bạn Steve của chúng ta đang mặc đây. Từ đó ta có một câu hỏi: giữa bọn Illager này và thành phố nằm sâu dưới lòng đất này, liệu có mối quan hệ gì với nhau không? Nhưng thực ra, nơi này được gọi là khu trại. Và ở dưới đông len này là một block lửa trại khác. Một điều thú vị khác về các công trình nhỏ xung quanh thành phố này là chúng chứa những thứ mà trước giờ chưa thể tìm thấy trong tự nhiên. Như ở công trình nhỏ mang tên là The Barracks này, từ giờ các bạn có thể thu thập đầu skeleton một cách rất là dễ dàng, mà chỉ cần tìm thấy công trình nhỏ này thôi. Next, một vật phẩm khá là hay khác trong phiên bản này là sừng dê. Có thể lấy được khi con dê đâm đầu vào một block cứng và rụng sừng nó ra, hay có thể tìm được trong rừng ở đại quan sát. Có đến 8 loại sừng dê với tên khác nhau, và mỗi loại có một âm thanh khác nhau. Từ âm thanh có thể dùng làm báo thức cho bạn. Một điều khá là hay về nguồn âm thanh này là thay vì chỉ phát trong một khu vực nhỏ như hộp phát nhạc, thì người cách xa bạn lên đến 256 block còn có thể nghe tiếng sừng dê mà bạn phát ra to hơn cả tiếng ngáy của bạn mình khi ngủ. Skull Seeker có một đặc điểm nổi bật là ở trên đầu block có hai cái trông như là linh hồn xoay quanh thành một vòng tròn. Nhưng khi ta đặt một block như thế ra, thì ta sẽ nhận ra ngay sự khác biệt. Hai linh hồn đó xoay quanh với tốc độ chậm hơn và nhìn mờ hơn. Đây là đặc điểm quan trọng để phân biệt với Skull Seeker trong tự nhiên. Bởi vì block này nếu do người chơi đặt ra thì sẽ không đủ sức mạnh để có thể triệu hồi Warden được. Vì thế nên bạn không thể lấy block đó mang về mặt đất RC Farm được. Thực ra, mục đích của việc tạo ra Warden không phải là để người chơi làm thêm một cái máy farm AFK Warden khác như anh bạn nào đây, mà Mojang đã làm rõ rằng Warden nên được xem như là một thảm họa thiên nhiên và được dùng để người chơi thể hiện kỹ năng ninja của mình. Cũng chính vì thế nên gần đây, Mojang với khả năng cân bằng như kinh nghiệm 200 năm của Riot đã tăng sức mạnh của Warden đến rất là nhiều để người chơi không thể giết nó. Từ việc có AI thông minh hơn bình thường, miễn nhiễm với lửa, lava và knockback,
tấn công cận chiến có thể vô hiệu hóa khiên trong 5 giây, hay đến các một khả năng đặc biệt là bắn ra siêu thanh, có thể trúng mục tiêu từ xa, có thể xuyên tường, xuyên giáp, xuyên phù phép, hay thậm chí là xuyên cả giáp Wither nữa. Đừng giết nó nữa là được chứ gì. Tiếp, thuyền đường rương là một trong những block được yêu thích nhất trong phiên bản này, và mình sẽ giải thích vì sao. Chiếc thuyền này có thể chuyển đổi từ trong rương qua block khác bằng cách đặt cái phiểu ở dưới nó. Nhưng vì chiếc thuyền có hitbox to hơn một block một chút thôi, nên chỉ cần đặt đúng vị trí thì một chiếc thuyền chứa rương sẽ có thể chuyển item để chiếm block khác nhau, tạo điều kiện cho chúng ta xem một cái máy nung đồ hiệu quả hơn thiết kế cũ như này. Và đó là lý do thứ này rất OP trong Minecraft 1.19. Next, bức tranh là một vật phẩm không còn xa lạ với chúng ta nữa rồi. Nhưng liệu các bạn có biết trong update này chúng ta có 4 loại bức tranh mới hay không? Thực ra 4 bức tranh này chả mới lạ mấy, vì nguồn gốc của nó là từ Minecraft phiên bản Bedrock Edition. Đây là các bức tranh đặc trưng cho 4 nguyên tố lửa, nước, gió và đất. Hiện tại ta cũng thể kiếm được chúng trong sinh tồn, mà chỉ có qua lệnh summon. Có vẻ như Mojang thêm các bức tranh này vào là để dành cho một phiên bản nào đó trong tương lai. Tiếp, ở khu vực nằm ở trung tâm thành phố này ẩn chứa một bí mật có thể bạn không để ý đến. Bên dưới các khung cổng khổng lồ này chính là một khu vực bí mật chứa nhiều cụm máy redstone khác nhau. Bình thường thì khu vực đó bị đóng lại và ta phải dùng loại âm thanh nhất định để mở cánh cổng ra. Nhưng ở đây, ta có thể vào khu vực đó bằng cách lấy đồ ăn ra, đi qua đây và ăn nó. Rồi cánh cổng sẽ đột nhiên mở ra, đợi bạn vào khám phá. Liệu bạn có biết, từ giờ ta có thể biến một block màu xám cứng cáp này thành block đầy hoa văn như này không? Lấy giấy bút ra để ghi đi, vì đây là cả một quá trình đấy. Trước tiên, bạn dùng block rêu để biến đá thành rêu. Sau đó bón bột xương cho 4 cho cây vân sam này để biến rêu thành đất bozon. Dùng xẻng, rồi sau đó đặt một block lên nó để biến thành đất. Sau đó đổ nước lên đất để biến nó thành bùn. Rồi ta lấy bùn đặt trên redstone để nó trở thành đất sét. Và xong rồi, nung nó 2 lần và ta sẽ có block tuyệt đẹp này thôi. Và cuối cùng là một điều kỳ lạ về mối quan hệ có thể có giữa Kỳ Dông và Warden. Mojang từng đăng tải khá nhiều bức vẽ về Kỳ Dông và Warden chơi đùa với nhau. Nhưng điều này sẽ càng được chứng minh nếu như ta lật ngược màu của Warden lại, thì nó sẽ ra màu khá giống màu của Kỳ Dông. Và tất nhiên đây chỉ là giả thuyết cho cộng đồng đưa ra. Còn thực hư như thế nào thì có lẽ chỉ có thời gian mới biết được mà thôi. Mặc dù bị nhiều chỉ trích vì không giữ lời hứa về một update trọn vẹn, nhưng Minecraft 1.19 cũng có thể là một hành trình sinh tồn khá là vui. Nhưng mình chỉ có thể đi đến được đây thôi, vì video của mình đến đây là hết mất rồi. Và cảm ơn tất cả các bạn đã xem video. Nếu như các bạn muốn ủng hộ channel của cái thằng ức ơ này, thì đừng quên ấn vào cái nút like và đăng ký kênh ở phía dưới. Hẹn gặp các bạn trong những video sau. See ya! Thank you.